Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về ba mẫu bát và một bộ check kèn chế. Những cái sản phẩm này đều là những cái sản phẩm mà để dùng loa gia đình. Đấy. 20 dBm gân vải từ 140 con 51 là loại cao cấp. Bát 30 Martin từ 170 con 65. Bát 30 toàn giải từ 140 con 51. Và một bộ chèn chế rời bên ngoài nó có mã là B3. Bộ kèn chế này thì những cái bộ dàn nào bị thiếu tép thì nó như cái bộ cóc tép đấy. Thì mình chế check kèn này và nó khỏe và nó hay hơn rất nhiều so với các cái loại mà check đĩa chế. Sau đây thì em Tùng Nguyễn Radio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các bác đăng ký mua hàng. Nhận hàng các bác được kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Em Tùng Nguyễn Audio sẽ ship hàng qua đường bưu điện. Đấy, nhận hàng thì phải thanh toán các bác nhé. Và đây là một bộ check kèn B3 từ 120-4, check kèn 450 chế rời. Cái phễu của nó là cao 15 và dài à cao 11 và dài 28, chữ gen xoáy. Chữ gen xoáy này thì em Tùng Nguyễn Audio để tặng cho các bác một cái bích nối nhựa. Đấy. Để các bác chuyển sang cái bích nối để vặn vào cái này. Cái này là cao 11 và dài 28, cái này nó bẩn bẩn thôi nên em để ngoài rời các bác nhé. Đấy. Cái mới tinh đấy. Cao 11 và dài 28. Tép kèn B3 450. Khi các bác chế rời ngoài từ 120-4. Nắp nhôm. Khi các bác chế rời ngoài thì con tụ là phải nắp ở bên dương. Đấy, cài vào đây. Cài vào cái này. Một con chở sứ thì ở bên âm. Đấy. Và các bác đấu một mét dây điện ở đằng sau đít loa. Đấu đằng một chiều đằng này. Một chiều mét dây điện ở đằng sau đít loa và để ngửa lên cái mặt loa. Đấy, ngửa lên mặt loa như này. Các bác nhé. Check kèn này thì thực ra là các bác không cần phải đóng hộp nữa. Đóng hộp vào nó đắt, chả giải quyết được cái gì cả. Chỉ có nó nhìn nó gọn hơn thôi. Còn hay hay không thì nó không có giải quyết cái khâu hay đâu ạ. Nó chỉ giải quyết khâu gọn và đẹp thôi. Còn đâu hay nó không có hay. Vì là check kèn là khi nó phóng vào thẳng miệng kèn này rồi. Chứ nó không phải là phóng vào trong hộp các bác nhé. 800.000 một bộ check kèn này. Bao ship các bác nhé. Các bác không cần phải hộp. Đấy, còn ai tự đóng hộp thì đóng thôi. Còn tặng cho các bác tụ trở để các bác chế rời. Còn đây là cặp bát 20 BM từ 140 và côn 51. Model là 8AZ630. Một loại bát 20 xịn sò nhất trong nhà máy China từ 140 côn 51. Loại này ca sáng và các bác có thể đánh với cả loa nằm với loa full. Hoặc là nằm loa chung với loa sự kiện. Vì nó là gân vải, bát 20 gân vải. Cặp bát này là 1,1 triệu một cặp được bao ship. Còn đây là cặp bát 30 Martin. Các bác có thể thay vào loa nằm. Đấy, nó là bát loa full nhá. Nhưng em bảo là có thể lắp vào loa nằm. Và lắp vào loa nằm hát rất hay. Nhưng điều kiện là các bác ở trong nhà có mấy đôi loa rồi. Hoặc là bác nào đã chán cái mút nắm rồi thì mới dùng sang gân vải để đánh cho căng và hát cho sáng thôi. Đấy. Còn đâu bình thường mà các bác có một đôi thì nên lắp gân mút để cho vừa trống vừa lời. Còn gân vải nó đánh chín trống sẽ lâu hơn. Nhưng mà cái độ ca của nó sẽ hơn hẳn cái thằng gân mút luôn. Và cái thằng loa nằm thì lắp cái bát 30 Martin này rất là tuyệt vời. Thứ nhất là cái khung xương nó vừa thùng. Và thứ hai là côn của nó côn 65, nó hợp lý với cả loa nằm. Từ 170 côn 65. Bát 30 Martin 1,350 triệu cặp bát này được bao ship nhé. Còn đây là cặp bát 30 toàn giải. Đây là các cái mẫu mà nhà em rất hay lên đường cho khách. Từ 140 và côn 51, con này là toàn giải. Đánh trực tiếp từ cầu ôm ly và cầu đẩy vào. Không cần phân tần, không cần loa chung, không cần loa chép. Một loa chỉ cần một bát này là được. Hoặc là để ở ngoài cũng được, tùy. Có nhiều người thì người ta để ở ngoài. Nhưng mà bình thường loa thì cứ đóng cho nó cái thùng thì nó đẹp hơn. Và nó không bị mục hoặc là chuột cắn hay gì đấy. Loa toàn giải này làm trục và nó hiện loa đồng trục. Nó ra cả ba giải nhé. Lời nó rất là sáng. Các bác trợ lời cho các cái dàn karaoke rất là tốt. Dòng này trợ lời thì không có đối thủ luôn. Trừ leo ra thì nếu mà lời của nó thì rất là hay. Làm thấy cúng hát chèo văn với cả trợ lời các bộ karaoke. Đặc điểm anh em mà nghe nhạc thì nghe nhạc vàng nhé. Nghe nhạc vàng, nghe nhạc cổ điển. Đấy. Hoặc nghe chèo. Nó rất là hay. Các bác này có giá 1,1 triệu. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một clip để giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm. Các bác có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio nhé.